hầu như nơi nào cũng hiện diện loại rau này, và quanh vườn, trong chậu cây hay bên hiên nhà là đã thấy những luống rau xanh mướt. Là một loại rau chân chả, bình dị, mọc tự nhiên và rất dễ sống, mọc nhiều vào mùa mưa và khí hậu ẩm ướt. Chỉ cần sau vài ba trận mưa, không cần gieo, hạt rau có thể mọc xanh cả mặt đất. Hạt rau càng cua, nhỏ li ti, lại nhẹ, nên dễ phát tán trong gió và nảy mầm bất cứ lúc nào khi gặp điều kiện thuận lợi. Như thế, rau càng cua là loại rau không trồng mà mọc. Nhà nào có trồng cây kiểng thì trong các chậu đó có rau càng cua. Ngoài tên gọi càng cua, rau này còn có các tên gọi khác như là rau tiêu, hay còn có tên là đơn kim, đơn bút, cúc áo, cương hoa thảo. Bớt chi quá trời nhiều nè. Thôi này để làm thuốc có gì, về thuốc con ta. Nó nhỏ. Để quá trời nhiều. Thôi tỉa bớt đi. Thôi để làm có gì thuốc. Mà biết gì thuốc gì không mà cứ để làm thuốc. Cái này nghe nói cái cây này cũng có vị thuốc nhiều lắm, để hỏi lương y cho chắc. Ừ, bác sĩ cái này tác dụng về trị bệnh gì? Nó có tác dụng là chữa giống như nhiễm khuẩn đường hô hấp nè, viêm gan nè, viêm dạ dày, ruột. Rồi kích thích tiêu hóa là sốt rét đó. Còn nó mà giả dùng ngoài ha, là nó chữa rắn cắn nè, nhọt lở nè, rồi bỏng do lửa, chấn thương xương đau rồi đó. Tức nghĩa là mình dùng cái lá này mình giả ra, mình vắt lấy nước, rồi mình cho thêm miếng muối, mình thoa vô vết thương á, nó sẽ là mau lành, nó sẽ da sẽ mau lành liền miệng. Còn mà những cái bài thuốc mà liên quan tới nó là ví dụ như mình chữa viêm họng, ho khan á, khô cổ á, thì mình lấy là 500 đến 50 đến 100 gram rồi mình nhai ngậm hoặc xay nước uống, mình dùng nó liên tục tới 3-5 ngày. Ngoài ra là chữa tiểu gắt, tiểu buốt á, thì mình lấy 150 đến 200 gram á, mình sắc uống hoặc là ăn sống, dùng cũng 3 đến 5 ngày. Chữa tác dụng. Còn mà chữa đau lưng cơ co rút á, thì mình lấy 50 đến 100 gram sắc uống hàng ngày. Rồi chữa dùng loại tiểu giải khát á, thì mình dùng 150 đến 200, có thể mình trộn với tôm mình ăn. Tức nghĩa là còn đặc biệt cái rau càng cua này á, nó rất nhiều chất dinh dưỡng nhưng mà nó ít năng lượng, có thể là dùng thích hợp cho người giảm béo á. Đây là cái bài thuốc là chữa đau lưng cơ co rút á, là mình lấy 100 gram rau càng cua á, rồi mình đổ 2 chén nước sắc còn nửa chén, rồi dùng hàng ngày. Bình thường thì thôi, cũng như uống trà, không có gì. Nó cũng dễ uống, không có gì khó. Rồi mình nếu mà mình chữa ho viêm họng, ho khan, khô cổ á, thì mình dùng khoảng một nhúm, mình nhai, mình ngậm. Mình dùng tươi, cái này mình dùng tươi, mình nhai, mình ngậm. Dùng 3 đến 5 năm. Mình nhai sống mà không được á, thì mình dùng cái cối á, mình xay ra thành nước mình uống 3-5 ngày. Trong đông y, rau càng cua có tác dụng bổ âm, dưỡng huyết, thanh nhiệt, giải độc, hòa huyết, thông ứ, chỉ thống, lợi tiểu tiện.
và theo nghiên cứu khoa học, trong 100 gram rau càng cua chứa 92% nước, 5,2 mg vitamin C, 34 mg phosphor, 277 mg kali, 224 mg canxi, 62 mg magie, sắt 3,2 mg, cung cấp cho cơ thể 24 calorie, chứa hàm lượng dinh dưỡng chất beta carotene, tiền vitamin A, canxi, phosphor. Ngoài ra, rau càng cua còn chứa nhiều chất dinh dưỡng như prolin, protein, vitamin B, C, PP có lợi cho sức khỏe. Dễ tìm vì cây mọc suốt 4 mùa, có vị rất đặc biệt, hơi ngọt, mặn, chua, lại giòn và dai. Thường được chế biến thành nhiều món ăn rất ngon và bổ dưỡng. Rau càng cua rửa sạch, để ráo nước, giấm quà với gia vị sao cho dịu rồi bóp nhẹ với rau càng cua, hành phi trộn với thịt bò và nêm nếm cho vừa ăn. Các vị mặn, ngọt, chua lẫn giòn giòn, dai dai làm thành món gỏi rất ngon. Như thế không chỉ dùng như vị thuốc sắc, món ăn này có rất nhiều chất dinh dưỡng, được dùng như một vị thuốc. Hỗ trợ đái tháo đường thì mình lấy 50 đến 100 gram, mình rửa sạch bóp giấm, rồi thịt 100 gram thịt ếch, rồi mình chiên bột, sau đó tất cả mình trộn lại, mình dùng 3-5 lần. Rồi nếu mình chữa thiếu máu thì mình cũng dùng 100 gram rau càng cua, 100 gram rau càng cua bóp giấm, rồi khoảng 300 gram thịt bò, rồi mình xào, cho mình cho gia vị vào xào cho vừa chín tới á, thì mình tất cả mình trộn đều, là mình cũng dùng 3 lần trên tuần. Ngoài ra là cái rau càng cua này nó có thể mình dùng chế biến làm món ăn, đây là có tác dụng dùng để chữa thiếu máu. Này gồm có là rau càng cua, là thịt bò và cà, rồi gia vị vừa đủ thì mình sử dụng thôi đó, mình làm mình trộn đều lên mình dùng. Năm 400 mg là khoảng cả một nắm tay mình vậy nè bác. Vậy cái này là dạ, ai cũng dùng được hay sao? Dạ, cái này thì lưu ý là ở những người mà sỏi thận á thì không nên dùng. Ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé!
Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Quảng cáo sẽ xuất hiện sau 3 giây. Giới thiệu tới bạn ứng dụng kiểm tra tình trạng sức khỏe, dự đoán ngày sinh, dự đoán giới tính của con, và nhiều tính năng hữu ích khác trên điện thoại di động và máy tính bảng. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Ứng dụng gồm các tính năng sau: tính năng đo chỉ số sức khỏe BMI hay Body Mass Index. BMI chính là chỉ số cơ thể được các bác sĩ và các chuyên gia sức khỏe sử dụng để xác định tình trạng cơ thể của một người nào đó có bị béo phì, thừa cân hay quá gầy hay không. Thông thường, người ta dùng để tính toán mức độ béo phì. Ứng dụng này thay cho các loại cân y tế điện tử. Bạn chỉ cần nhập vào chiều cao và cân nặng của bạn. Ứng dụng sẽ tính toán và khuyến cáo tình trạng sức khỏe của bạn. Tính năng đo chỉ số WSA hay tỷ số bụng và mông là tỷ số giữa vòng bụng hoặc eo và vòng mông của bạn. Dùng phương pháp này, có thể biết được mỡ của bạn chủ yếu tập trung ở bụng hay ở mông. Cách làm là dùng thước vải bao quanh thắt lưng qua rốn để đo được vòng bụng. Bao quanh mông ở nơi to nhất để đo vòng mông. Sau đó bạn nhập thông tin vào ứng dụng. Nếu chỉ số WSA của người đàn ông lớn hơn 1,0 và chỉ số WSA của người phụ nữ lớn hơn 0,8, có nghĩa là nguy cơ mắc bệnh của người ấy tăng. Tính năng dự đoán ngày sinh con dựa trên ngày thấy kinh lần cuối của mẹ. Và nhiều tính năng khác sẽ được cập nhật trong các phiên bản tiếp theo. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Cài đặt ứng dụng qua mã QR code trong clip hoặc như hướng dẫn trong clip. Website: happylife.dvms.vn. Fanpage: happylife.dvms.